Giờ hai anh em chui vô được chạm cả nhà. Bữa nay thăm 4 cái, tăng cường thêm cái nữa. Cái đó là cái điểm cũng không có xa lạ gì với cả nhà đâu. Nay chút nữa thăm tới đó. Cái đó là cái đó là cái độc quyền luôn hả anh? Độc quyền. Nay anh tí chơi chiều cả nhà. Lâu lâu cái ảnh luồn anh đặt một cái, anh đặt nào mà em còn không biết nữa, tới chừng anh kêu đi ra hầm mới biết. Nghe chưa đâu nha, cái này là biết sao không, cái nào cũng vậy, nằm im không chứ dở lên cả ký trong khui có con một rồi. Cái này mấy bữa nó nằm im mà cả nhà, mà bữa nay nó vô nó cũng nằm im mà cũng có được hai con à. Ê ba con chứ, hai cá rô nữa, mấy bữa cũng nằm im vậy ha. Vô ê anh tính ra cái hùng bê này anh đựng bao nhiêu cá rồi anh? Cũng không biết nhiều lắm rồi. Cái hùng bê với cái rổ là đựng nhiều lắm đó cả nhà. Đem theo cái này á, cái rổ này với cái hùng này nè thì nó hên lắm, mà cứ đem theo cái giỏ hay cái gì rồi là xui. Bữa nay vừa vô khai trương được ba con rồi nè, với lại ba ngốc. À, đặt lại dán cái đáy nè cái phải không, dán cái đáy với lại che cái bên đây lại à. Dễ đi, đi đây, đây rau muống này là rau muống dây á cả nhà. Cái muống này nó không có đọt nè, nó leo lên không à. Chui gì cuộc sống ha anh. Bữa nay hên không đây, cỡ vừa rồi ngon ghê, bữa nay sao đây lum hết, từ từ anh dướng tùm lum. Bữa em bị móc cái cần cổ trong cái cọng dây này đó, này rút kinh nghiệm mà đi tới đây không có để cho nó móc cần cổ nữa. Tao có tình hình gì không? Không biết. Đây để em cầm cho. Rồi. Làm con lươn cồ cái cho đá cho coi. Ui. Nghe gì hết trời. Ủa gì kìa vậy? Con lươn bự luôn. Nào. Lươn lóc á hả? Lươn lóc. Bữa này dính hay mê kìa mà sao kỹ ta? Không có rách không? Coi có rách không anh? Có bị giãn không? Không. Ở cái nhà quên nữa à, có mấy anh em kêu em chia sẻ cái cách mà làm cái lờ cá này nè, thì tại vì á, là cái chỗ em nó không có bán cái lưới này nè cả nhà đó. Lưới này lưới mỏng phải kiếm cái lưới thiệt dày á. Ờ, không có bán cái, mấy cái loại lưới này, thành ra là không có mua mà làm được á, chỉ có tận dụng những cái lưới cũ ở nhà có sẵn á, rồi mai nó lại làm thôi, mà giờ hết luôn rồi chứ có là em cũng làm mấy cái máy em chia sẻ cái nhà mình luôn. Thôi giờ cái này đi luôn, bây giờ luôn đi anh, cái này thua rồi. Anh em đi tới cái tiếp nữa cả nhà. Cái này bữa là hy vọng dữ lắm nè, bữa dính quá chừng luôn. Cái này đi giống như cái miệng chim đen, cà lúng khó đi ghê ha anh. Bên cây mà không lên tới kia. Bữa nào em sắm cho anh cái nón lá đậu anh tí cho mát anh tí. Bây giờ này đi cũng mát rồi. Có nón lá đi trưa ngon chứ bụng. Đâu đây đây mai em chế cho anh cái nón lá ha. Nón lá là tượng trưng cho quê hương á. Nghe không? Được. Ờ hứa với bà con nha. Tại mai em chế cho tí cái nón lá luôn cả nhà. Cho nó rộng. Nó rộng anh đi đỡ nắng. Cho đỡ đen á hả? Đỡ đen. Tại vậy chứ giờ nắng dậu vô là trúng cái da ta lại dậu trở ra lại à. Cái gì kì vậy? Đâu bám vô nổi nữa. Đen quá rồi hả? Đây, cái độc quyền đây. Rình rình đó không? Rình rình đó không? Cá không rình. Cá không giống như rình đẹp à. Đi nổ rình rồi. Cầm cái. Đây. Đây. Rồi, ok. Cái này khó lấy cho lắm. Rình rình thử coi. Còn cá vô tôi đầu chết luôn hả?
Có giải không anh? Bữa giải dữ lắm anh. Sau nay thật nghe im đi. À, có. Có không? Có không? Mừng coi, mừng coi. Có, mừng biết nhiều có ít thôi. Rồi không cái cửa nữa, lần nào lôi ra cũng công cái cửa hết. Dướng gì rộng? 1, 2, 3. Dạ, đó. Thấy chưa? Có con rùa nữa mày. Hù hù. Ngon hả? Rùa nữa. Ủa có hai cá lóc cả nhà. Ngon rồi thấy không? Em nói mà, nói cái này là ngon lắm mà. Vô vô. Lại đây đi, để nó đổ nè. Không, nói cái này hy vọng tràn trề mà. Chết. Anh đang sửa cái tòi lại. Cá chết dướng hả anh? Dướng. Có rùa nữa hả? Rùa. Tự ám hoài vậy. Đây cho nó vô. Nó muốn vô nó vô chứ giờ biết làm sao giờ. Có một bữa cả nhà trúng con rùa nắp đậy luôn á. Con nó đã lắm. Chủ em cũng nhận. Ơi. Xem xíu nữa. Rùa này 3G hay nắp đậy đây. 3G. Dạ. Mời không? Được hàng cá nè. Hàng cá lóc này mới vô nè. Ủa con này hay con này ta? Hàng này hay hàng này ta? Nhìn rõ quá. Rùa nữa nè. Cử nào cũng hâm có rùa. Cả nhà ơi, có anh chị em kêu Tâm để cho nuôi á. Thì thôi chắc Tâm xin thả nha. Tại vì cái này nó dùng vậy. Giờ không biết nó sao á. Thôi thả lấy cầu mai đi nha anh. Thả đây. Ờ, đây như thả cầu mai đó cả nhà. Chứ nuôi nhốt nó cũng tội lắm. Tại chỗ của em á, săn bắt thiệt. Nhưng mà quan niệm á, rùa là nó cũng không có được may mắn lắm á. Thôi cho em thả nha. Anh chị em nào mấy bữa xin quá chừng luôn. cho Tâm với anh tí thiếu cả nha. Thả đi anh ơi. Đây. Để thử coi nó bò không. Xuống con. Xuống. À cho lên lá môn nè. À lặn rồi. Nó biết chứ bọn. Chạy cho lẹ. Anh em tới cái cuối cùng nữa cả nhà ơi. Coi như cầu mai đi. Thả rùa đi, hy vọng sẽ cho cá thả rùa nhiều. Cầu, hả? Ờ dính lương cò, dính cá nhiều rồi cho anh tí kìa. Lấy hên nè. Anh thấy lèo trên cái dốc. Ui tọt kêu quá chừng luôn kìa anh. Cả nhà nhớ cái nào. Đó, cái huyền hội nè. Tại phòng lúa chưa xạ, để xạ. Giờ xạ cao giờ mình mới vô nè. Ồ. Lâu lắm rồi á. Cái ruộng này là từ đợt mà nước ngập. Xong rồi nước cạn. Xong rồi người ta cài. Người ta cài xong rồi người ta gieo mạ. Không mình rút về có miếng nè. Cái này mấy bữa anh em đặt đây cả nhà. Rồi lấy, nói chung là cái lời của em không biết ai lấy. Nhưng mà nó mắc luôn. Hiện giờ anh em rút đi rồi, giờ em với anh tí lưỡi vô đặt tiếp nữa. Quan trọng là còn hai mắt nữa nè. Không sao đâu, cử đầu tiên mà anh. Cử đầu tiên thì nói chung là người ta cũng khó biết lắm. Có khi nào cử đầu thành cử cuối không? Đừng nói xui chứ. Cử đầu mà thành cử cuối xong luôn. Lúa này lên cao luôn rồi. Để chứ cá cũng nhảy bớt ra ruộng rồi. Ừ. Đó, đợt trước anh em đặt đây nè cả nhà. Hai anh em anh tí rình rình vô đặt lại. Người ta dọn hết rồi đó. Bữa đặt cái đăng đây với cái cửa ngục đây nè. Bữa vô thấy mất tiêu, thấy biến cuốn rồi. Cuốn đầu mình dứt chứ không lẽ à. Giờ leo xuống phải không? Sâu lắm. Sâu lắm hả? Rồi ok, chào em. Anh xui hết rồi, đem bỏ gói thuốc kìa. Rồi, dục trên bờ rồi. Chà, đúng ghê luôn á cả nhà. Giá cho còn ha. Còn không? Đâu? Đi tới đây chưa chắc biết cái lời. Giấu kỹ rồi, đây đây đem cặp cho. Con rồi được. Có không? Có nghe thành thành gì chưa? Dở rồi rớt ốc u ra luôn kìa. Ốc lên đẻ nước luôn. 2, 3, 2, 3, 4,
gì vậy? Cá trê hay gì? Ở trời không? Cá lóc nè. Luôn. Rồi vô kêu chạy lên. Vô. Ồ, thả rùa hên quá cả nhà. Vô mánh. Vô mánh. Từ từ anh, từ từ anh. Theo lội ngược té giờ nè. Vô kèo, vô kèo. Đó, đó, chạy kìa. Ồ ồ. Rồi quá đã. Đi, chạy lên, chạy lên. Lên đây, lên đây. Lấy ra cái sập luôn. Lên đây lấy nó ra trước đi. Lên đây anh. Đó, em dục điện thoại thuốc đồ đẳng hết. Đây. Đây nhảy không sao đâu. Cặp này ký mấy? Thôi bự. Bự lắm cả nhà. Mới thả rùa. Với hai cái rùa. Đó, này mới vô nè. Chứ đúng ra cái lưới này vậy mà nó vô lâu quá là nó xói hết rồi. Nó nhồi hết rồi. Nè cá rô, cá rô này vô lâu nè anh. Che mà mình không đậy á. Mình che là nó kín, nó ít nhảy lắm. Nó không giải. Nó không có giải. Không giải đàn hai con này rồi. Hơn ký rồi, bự lắm. Trừ khi có động nó lấy ra anh. Thì mời ghê không? Hai cá rô. Ý ba con lận. Nè, đây con cá lóc nữa nè. Con này nhỏ. Cái thằng cái đầu nó ghê không? Cái này mình che kín á, cá nó không ít nhảy. Ngon rồi, ngon rồi. Vô nè. Thả rùa hên lại liền. Thả con này bắt con khác. Cái đầu nữa kìa. Xuống. Nè. Một em. Hai em. Ba em. Vô em cuối nữa rồi. Bốn em. Ê, em này sao cái đầu cũng ngủng rồi ta? Đầu bỏ lên này coi. Nè. Nhảy không? Cái đầu cũng ngộ à. Ủa sao con cá? Phan phan đi em ơi. Con cá cái gì ngộ ta? Sao cái đầu nó kỳ vậy? Không phải nó giống. Ê cùng. Thịt anh ơi. Không. Anh bóp ra bóp cục này coi. Thịt. Hai gò má nó á. Mà sao cái đầu cũng cục từ nè. Nó thấy á. Không phải nó mập quá rồi. Anh hiểu không? Cái chừng nhảy á. Nhảy xuống ruộng cái xong á. Ồ đà. Rồi cái nhà. Đó. Okay. Lóc nái luôn anh ơi. Có con cặp này đỡ chứ không có cặp này là coi như cũng ế thôi. Quá trời quá đà. Có ba con cá. Hai con này bự lắm. Bự lắm cả nhà. Hai con này ký mấy á. Cặp luôn nè. Con này cái đầu nó không có bằng con kia. Con đó con kia cái đầu như cái đầu búa vậy. Cái đầu cũng ngộ chứ. Nè anh nè nó. Ồ ui. Ê con này quậy nè. Con này quậy. Chứ. Quậy đỏ dữ á. Đó. Nó đỏ bên đây nè cả nhà. Đó nó tán vô trong cái thành lớn nè. Cái cửa đâu nè. Cửa nè. Cửa anh. Ê. Thấy thả anh rùa hên không? Hên. Quá hên luôn. Có đặt lại hay là không nữa nè. Bây giờ không bây giờ rút dài đi bỏ thì cũng ổn anh đã anh tán nữa nghe rút mày giờ mình rút lâu cái mình đặt bữa thôi vậy là rình cho đặt bữa rồi rình đặt bữa thôi giờ em xin phép cả nhà em ngừng máy khúc này nha rồi chút về nhà em quay tiếp để em phụ anh tí giải quyết cái vụ này coi giờ cầm cái lời về chà cá mà còn nó đen ghê không cả nhà nè cái đầu con này nè cái đầu nó cờ thiệt chứ như cá đầu búa vậy ôi ôi nè thịt nè hai gò má nó nọng luôn nè bóp anh ơi gò má nó đã ghê anh thịt không à đây để rửa nó cá cho sạch đi con này nó đơ rồi nè con này nó vàng nè nó bị hai này đè nó nãy giờ á trên đường chạy xe về á cua mấy con cua ồ thịt cá lóc ơi cá ngon lắm bự lắm cả nhà nè để căng nó thử cái ta căng luôn anh hai con hai con cá lóc nè 3, 4, 5, 6 con nay được 6 con anh rồi lên rồi con ký à ký đâu đâu gỗ một lạng nửa lạng đây một lạng vậy tính ra hai con này có 9 lạng à nhìn thấy nó bự ghê luôn cả nhà mà tính ra con hơn nửa ký à vô thì mời ghê không nè vô thôi coi cái nào mấy con sẽ chết luôn bự ghê răng thấy đã ghê không vô kèo nữa anh tí ơi vô con mời thiệt chi bỏ đây rồi chắc bữa nay hai anh em đi trúng cặp cá lóc vậy quá ngon cả nhà chắc em và anh Tiến xin ngưng video tại đây cuối clip chào chúc sức khỏe đến tất cả các bạn anh chị em và cô bác mọi miền nha hẹn gặp lại mọi người trong YouTube điện tử sau xin chào cả nhà.